Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Biểu cảm bất biến cưng xịu của ái nữ Mạc Văn Khoa khi ngồi siêu xe. Bé Mini là trái ngọt của Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vi sau nhiều năm mặn nồng. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng nam diễn viên vẫn dành thời gian cùng vợ chăm sóc tiểu công chúa. Ái nữ càng lớn càng bụ bẩm và xinh xắn, đặc biệt biểu cảm lạnh lùng, bất biến khiến khán giả cười nghiêng. Gia đình nam diễn viên lên đồ tông sệt tông màu xanh lá. Trên trang cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải loạt ảnh đời thường vui nhộn. Nam diễn viên cùng vợ đưa con gái đi dạo mát. Phương tiện được lựa chọn hôm nay là chiếc xe đạp điện dễ thương. Mạc Văn Khoa đảm nhận vai trò cầm lái. Ái nữ ngồi gọn đằng trước và bà xã xinh đẹp ở phía sau ôm eo tình tứ. Cả ba thành viên lên đồ đồng điệu vi vu trên con đường vắng, khoảnh khắc giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc. Chở bà nhỏ đi dạo bằng siêu xe của mẹ, gia đình xanh quá xanh, bà xã Mạc Văn Khoa viết. Tiểu công chúa ngồi rất tận hưởng trên siêu xe gia đình. Bé Mini xuất hiện đáng yêu trong khung hình, chật bớt like của bố mẹ với biểu cảm nghiêm túc thương hiệu. Nhóc tì thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẩm như búp bê. Bà xã Mạc Văn Khoa ngắm ảnh con hài hước nhận xét. Bà cười một tấm mà nhìn cũng khó ở ghê. Tiểu công chúa biểu cảm bất biến cưng xỉu. Khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ nhà Mạc Văn Khoa khi đi chơi cùng bố mẹ khiến khán giả xích xo không ngớt. Nhóc tì mang đến cho mọi người nhiều điều thú vị. Khoảnh khắc nào của tiểu công chúa Mini cũng đáng yêu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.